Danh hài Lê Vũ Cầu, xuất thân từ một gã bụi đời. Lê Vũ Cầu, người mình cũng rất là quý mến. Những người xuất thân từ tầng lớp nghèo khó mà gắng học tập để lập nên một sự nghiệp có ích cho đời. Nghệ sĩ Lê Vũ Cầu được bạn đồng nghiệp và khán giả ái mộ đánh giá cao vì sự nỗ lực của anh. Từ một gã bụi đời ghiền xì ke, anh đã tu tỉnh và phấn đấu trong nghề nghiệp để trở thành một kịch sĩ hài nức danh của sân khấu kịch Sài Gòn trong các thập niên 1970, 1980 và 1990. Danh hài Lê Vũ Cầu tên thật là Lê Vũ Cầu, sinh năm 1956 tại huyện Phú Khương, tỉnh Tây Ninh. Cha của em là ông Lê Vũ Nguyện, quê ở Tây Ninh. Mẹ là bà Tiêu Thị Thà, quê ở Cà Mau. Lê Vũ Cầu có hai chị gái, một em gái và hai em trai, tất cả đều sống ngoài ngành sân khấu. Năm 1960, Lê Vũ Cầu được 4 tuổi. Cha mẹ em thấy cuộc sống ở Tây Ninh quá vất vả, nên đưa cả gia đình về quê ngoại ở Cà Mau sống bằng nghề nông. Nhà cất ở ngoài vòng gào phi trường quân sự Cà Mau. Năm 1963, một hôm, khi các anh em của Lê Vũ Cầu đang học ở trường, một phi cơ quân sự bị đạn bốc cháy, rớt xuống đất, cài nát ngôi nhà của ba má em và một số nhà trong vùng. Cha mẹ của Lê Vũ Cầu và nhiều người bị chết trong cái tai nạn bất ngờ đó. Cha mẹ chết hết, ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn. Sáu chị em của Lê Vũ Cầu trắng tay, bơ vơ, coi cúc, nên mỗi người bà con lãnh nuôi một em. Lê Vũ Cầu được đưa về Tây Ninh sống với bà nội. Hai năm sau thì bà nội mất. Lê Vũ Cầu không có bà con, cưu mang, nuôi nắng, nên em quá gian xe đò để xuống Sài Gòn tìm phương sinh sống. Từ bụi đời ghiền xì ke, lúc năm 1966, Lê Vũ Cầu được 10 tuổi mà đã phải sống cuộc đời của trẻ bụi đời. Ngày ngày lang thang các nẻo đường, lượm thức ăn rơi rớt hoặc là chịu sai vặt, phân quát ở bến xe để kiếm cơm qua ngày. Đêm về thì ngủ giật dựa tại bến xe đò, bê chút ký. Một anh tài xế xe đò Hiệp Hưng chạy đường miền Trung thương tình cho em theo giúp việc lơ xe. Lúc đó có nhiều lính Mỹ, lính Đại Hàn tấp nập trên đường phố. Quán sờ nách ba mọc lên như là nấm. Gái tứ xứ tụ hội về đông vui. Bọn trẻ bụi đời đi đánh giày, đi lượm gác Mỹ và làm nhiều vặt vạch khác. Trong các sờ nách ba Quy Nhơn cũng sống được. Lê Vũ Cầu làm quen với các em đánh giày, nhập bọn với chúng nó, rồi bỏ trốn nghề lơ xe đò. Lê Vũ Cầu ở lại Quy Nhơn rồi nhập băng Tư Rô, được phát cho một cái thùng đồ nghề đánh giày và được phân vùng để làm nghề. Mỗi ngày đi đánh giày về thì phải nộp hết tiền cho đảng trưởng Tư Gô, rồi cho lại bao nhiêu là tùy ý của nó. Để nắm sinh mạng của Vũ Cầu trong tay và cầm chắc các em không thể nào trốn thoát khỏi cái sự khống chế của băng đảng Tư Gô, bọn chúng tập cho em hút thuốc lá Mỹ, có chấm một chút thuốc phiện trắng, loại heroin mà lính Mỹ thường dùng. Đêm đêm sau khi đánh giày về, Vũ Cầu về ngủ bên hông gạp hát Trưng Vương. Em làm quen với các anh gác cửa gạp và các anh công nhân của đoàn hát để xin vô coi hát cọp. Lúc đó thì đoàn hát Minh Cảnh hát ở rạp Trưng Vương, tuồng Áo Vũ Cơ Hàng. Vũ Cầu ôm cái thùng đánh giày, ngồi bên cánh gà xem hát một cách say sưa. Nghệ sĩ Minh Cảnh thấy vậy mới hỏi em ở đâu, cha mẹ em làm nghề gì. Lê Vũ Cầu kể lại cuộc đời bất hạnh coi cúc của mình với một giọng nói miền Nam chân chất thật thà. Nghệ sĩ Minh Cảnh thương tình hỏi nếu em muốn đi theo gánh hát để học hát thì ngày mai đến đoàn hát, Minh Cảnh sẽ thu nhận. Đêm đó Vũ Cầu khoe với một em đánh giày là sáng mai em đi theo đoàn hát cải lương. Tên này báo cho sếp Tư Rô biết, Tư Rô đánh Vũ Cầu một trận đòn nhớ đời và hăm nếu Vũ Cầu bỏ trốn, anh sẽ cho người bắt về cắt đứt gân chân của Vũ Cầu. Quyết tâm theo nghề hát,
Sáng sớm, Lê Bửu Cầu ôm thùng đồ nghề đi lang thang trên phố. Hai thằng tay sai của Tư Rô đeo dính theo em. Ra chợ, Lê Bửu Cầu tới chỗ Tư Rô đang ăn bún bò Huế. Em đập thùng đánh giày thật mạnh vô mặt Tư Rô. Tư Rô té ngửa và máu phun có vòi. Lê Bửu Cầu bỏ chạy về cái hướng gặp Hát Chương Vương. Em vừa chạy vừa kêu cứu mạng. Các nghệ sĩ Minh Cảnh, Hoàng Phương, Trường Sinh và các anh hậu đài đang uống cà phê trước gặp. Thấy bọn du đảng rượt em Bửu Cầu, liền cho em vô gặp núp trốn. Họ ngăn bọn du đảng lại, không cho bắt Bửu Cầu. Vì vậy, sanh ra cuộc ẩu đả giữa bọn du đảng và người của gánh hát. Ông chủ gặp gọi điện thoại báo cảnh sát là bọn du đảng phá rạp hát. Xe jeep của cảnh sát và quân cảnh đến, bọn du đảng rút chạy. Lê Bửu Cầu được thu nhận vào đoàn hát Minh Cảnh và được nghệ sĩ Minh Cảnh đặt cho nghệ danh là Quang Vinh. Ý nói là Bửu Cầu sẽ tìm được Quang Vinh khi theo nghề hát cải lương. Trong mấy ngày đầu rời băng đảng Tư Rô để theo đoàn hát, em Bửu Cầu bị vật vã, ói mửa vì thiếu thuốc. Bửu Cầu cũng biết là khi đập cái thùng đánh giày làm bể đầu Tư Rô là em đã tự làm tuyệt đường trở về Quy Nhơn, nên em quyết phải cai xì ke để chọn cuộc đời theo nghề hát. Lòng quyết tâm đã giúp Bửu Cầu vượt qua được những cơn hành hạ khi thiếu thuốc. Sau dần, em sống bình thường như các nghệ sĩ trong đoàn hát. Em Quang Huynh được nghệ sĩ Thanh Phú dạy đánh kiếm, đánh võ, dạy làm quân sĩ và ca nhiều bài bản cổ nhạc, nhưng em chưa được đóng vai nào trong tuồng vì còn quá nhỏ. Quang Huynh theo nghệ sĩ Thanh Phú gia nhập đoàn hát Hương mùa thu năm 1971, đoàn Kim Trung Năm năm 1972, đoàn Hương Dạ Thảo năm 1973. Năm 1976, Quang Vinh về hát cho đoàn Sống Chung, sau đoàn đổi thành bản hiệu là Phước Chung. Quang Vinh thành công các vai kép độc, tướng tàu và bộc lộ khả năng diễn hài. Đặc biệt là khi Quang Vinh vào các vai nông dân, cục mịch, khỏe mạnh, vui tính, nói chuyện có vẻ là tẩn tẩn. Danh hài Lê Bửu Cầu. Năm 1984, Quang Vinh được mời về đoàn kịch nói Bông Hồng của Thẩm Thúy Hằng. Anh lấy nghệ danh là Lê Bửu Cầu thay cho nghệ danh Quang Vinh. Lê Bửu Cầu nổi danh qua nhiều vai hài trong các kịch đời chỉ có một lần: Ánh Đèn Đêm, Người Bạn Vui Tính, Con Đom Đóm Đêm. Năm 1989, đoàn kịch nói Bông Hồng giải tán, Lê Bửu Cầu lập nhóm tấu hài mang tên anh, gồm các kịch sĩ như là Mai Quỳnh, Quang Đại, Nguyễn Châu, Phương Dung, Phi Phụng. Nhóm hài Lê Bửu Cầu biểu diễn rất là thành công ở các sân khấu 126, sân khấu Trống Đồng, Phú Thọ, Mini Hòa Bình, Đầm Sen và các tiết mục Những Người Lịch Sự, Mướn Chồng, Ba Chớp Ba Nhán, Sợ Vợ Mới Anh Hùng. Lê Bửu Cầu song tấu hài với nữ danh hài Hồng Vân, nổi danh qua các tiểu phẩm là Bà Mắt Gà, Ông Mắt Nết, Em Đi Chùa Hương, Tình Anh Bắn Chè, Thử Một Lần Thấy Được, Chỉ Tại Con Ruồi, Hải Thụy Bãi Quang. Danh hài Lê Bửu Cầu có khả năng kinh doanh. Anh thuê nhà ở Thủ Đức rộng rãi, có sân vườn cây xanh bóng mát. Anh mở quán Gà Vườn Vợ Thằng Đậu, chuyên bán các món gà. Công việc kinh doanh phát triển, anh mua luôn miếng đất đó và mua nhiều miếng đất gần đó, mở rộng cơ sở kinh doanh. Đến tháng 8 năm 2005, Lê Bửu Cầu bị bệnh xơ gan cổ trướng, bệnh trầm trọng đến độ là hôn mê. Nghệ sĩ Phước Sang đã mua sẵn quan tài, đạo diễn Thế Ngữ viết điếu văn và lo hậu sự cho Lê Bửu Cầu như sẽ hoàng ở đâu, hỏa táng nơi nào. Lê Bửu Cầu hôn mê hơn 3 ngày. Chỉ đến khi bác sĩ thông tiểu, cơn đau xé của cơ thể khiến anh tỉnh dậy. Lúc đó anh thấy bạn bè, người thân tề tựu quanh giường bệnh. Có đủ mặt, 5 người anh chị em ruột thịt, mồ côi thất lạc nhau từ khi cha mẹ bị tai nạn chết. Đến nay, mấy chục năm mới gặp lại lần đầu và có lẽ cũng là lần cuối. Lúc đó, người thân trong gia đình và bạn bè anh nói là nếu anh đau đớn quá thì rút ống thở oxy giải thoát cho anh. Nhưng Lê Bửu Cầu nói thều thào: Tôi chưa có muốn chết, tôi
còn nhiều việc chưa làm. Quán cơm chay từ thiện. Anh được đưa về quán gà vợ thằng Đậu để uống thuốc nam trị bệnh. Anh bán 2 miếng đất gần quán vợ thằng Đậu để lập ra quán cơm chay từ thiện. Quán cơm chay từ thiện của Lê Bửu Cầu mỗi ngày cung cấp cơm, nước cho khoảng 150 thực khách. Những người già yếu neo đơn, những người có hoàn cảnh khó khăn, thất nghiệp, các em bán vé số dạo đường đến quán vợ thằng Đậu ăn cơm chay miễn phí. Việc làm từ thiện của Lê Bửu Cầu có tiếng vang. Nhiều Việt Kiều về Việt Nam có dịp thưởng thức món gà nơi quán vợ thằng Đậu. Chứng kiến được nhiều người già yếu đến ăn nhờ nơi quán cơm từ thiện miễn phí, nên họ cũng giúp tiền tiếp hơi với Lê Bửu Cầu trong việc làm từ thiện của anh. Các em sinh viên trong Sài Gòn cũng đến làm tình nguyện viên, trở thành những người bồi bàn, phụ bếp, rửa chén, dọn cơm giúp cho quán cơm từ thiện của Lê Bửu Cầu. Anh thường nói, nếu không có sân khấu cải lương, không có kịch nghệ thì cuộc đời anh chỉ là một gã bụi đời ghiền xì ke ma túy. Sân khấu đã biến đổi Lê Bửu Cầu thành một nghệ sĩ, dạy cho anh biết phải biết quấy, biết sống sao cho xứng đáng với lòng yêu mến của khán giả và bạn bè. Lê Bửu Cầu nhớ cái thở coi cúc cực khổ được nhiều người giúp đỡ. Bây giờ anh khá giả, anh giúp lại cho những người cơ cực khác như là một cái sự đền ơn những người đã giúp anh khi xưa. Lê Bửu Cầu là diễn viên hài kịch điện ảnh, cũng có từng đóng phim và cũng là đạo diễn kịch. Ông mất vào ngày 23 tháng 9 năm 2008, hưởng thọ 53 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh. Nói về nghệ sĩ Lê Bửu Cầu thì chủ kênh nhớ là có từng xem một bộ phim trên truyền hình nói về hình như là ở vùng Cần Thơ hay là An Giang gì đó, nhưng mà chủ kênh quên tựa khá là lâu rồi. Nói về một anh nông dân ngư phủ, nói thật ngư phủ không phải là ở biển nhưng mà chuyên đi đánh lưới bắt cá hô trên sông Hậu. Thì đó là một phim mà mình nhớ cốt truyện là vậy. Và ông ta miệt mài ngày tháng dầm mưa dãi nắng để cố tình làm sao bắt được con cá hô lớn nhất và to nhất. Thì còn tựa bộ phim thì mình không nhớ, mà không biết bây giờ có còn tồn tại trên mạng xã hội hay không. Thì bộ phim khá là hay. Nếu như quý khán giả nào đã từng xem và nhớ bộ tựa thì cho chủ kênh biết, và chủ kênh để tìm lại bộ phim đó. Video tới đây cũng đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.